Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Hồng ra khu vườn bón phân, chăm sóc cây ăn trái, rau củ quả và hoa, những gì mà Hồng đã dùng nhiều năm cho khu vườn. Trong cái thùng nước đó Hồng bỏ gì và sẽ làm gì cho khu vườn của mình. Thật sự ra đó thì hơn 18 tháng Hồng làm YouTube thì cũng đã chia sẻ từ khi những cái cây mới đem về trồng, rồi bây giờ nó lớn, nó to, cũng như là những loại cây ăn trái Hồng cũng đã chặt đem về cắm trong một cái chậu, trong cái bình ra rễ, rồi mình trồng xuống dưới đất. Hồng chia sẻ hết tất cả những gì trong thời gian là 18 tháng quay đi quay lại thức ăn, cũng như là muối em xanh sót, sắc cà phê, bone meal, phân cá, thức ăn phân bò, hộp 10-10-10 hay là nước 10-10-5, đều là làm như vậy rất là nhiều năm và bây giờ vẫn không có thay đổi. Cách dùng thì cũng rất là đơn giản thôi, cho nên hôm nay đó Hồng sẽ gom lại hết để mà cho mọi người thấy được là những cái thức ăn đó, những loại phân đó mình mua ở đâu, ở trên Amazon.com hoặc là Home Depot và Lowe, hiệu nào cũng được, miễn sao là loại thức ăn đó là loại thức ăn chậm chậm từ từ cho rễ, lá, bông, hoa, trái. Những gì mà Hồng dùng cho khu vườn đó đều là chậm, rất là chậm luôn. Một cái cây lớn như vậy tại sao chỉ cho có vài trái, một cái cây như vậy tại sao trồng quá lâu. Nhưng cái điều mà Hồng cảm thấy vui á là tất cả những cái trái mà nó cho mình một trái là mình thấy vui rồi. Nếu như mà nó có rụng đi đó thì mình cũng phải hiểu rằng là cái cây đó nó còn quá nhỏ. Ví dụ như là cây cắt 3 năm, thấm thoát 3 năm khi mà mua ở Home Depot cũng như là Costco và Lowe đó, không có trái, về thì nụ rất là nhiều như rụng hết. 3 năm, thấm thoát 3 năm không có một trái nào hết. Nhưng năm ngoái là cái năm đầu tiên mà Hồng có rất là nhiều trái và cũng đã làm video chia sẻ cùng với mọi người và cũng đã hái những trái tắc không quá đó làm gì. Mình ngâm với lại mật ong rồi sau đó cho vào tủ lạnh, khi mà mình cần pha nước uống thì mình có để uống, cũng như là những cái trái đó nhiều quá mình có thể cho vào tủ đá, khi mình cần pha nước mắm thì mình lấy ra mình dắt vào, ngon hơn là chanh, cũng như là cây chanh Meyer, cũng như là bãi cỏ Berbichia, những chậu hoa như là hoa sứ, hoa lài, hoa dạ lý hương, hoa quỳnh mùa đông, hoa quỳnh mùa hè rực rỡ trong khu vườn. Hết mùa này thì lại đến mùa khác, hoa cẩm tú cầu, hoa calibili, hoa mạo và hoa màu trắng, cũng như là thực dược. Ồ quá trời là hoa, làm sao mà nhớ hết. Hoa tím cũng như là xương rồng bắc tiên. Nếu nói đến nó thì Hồng cố gắng nói hết những loại hoa mà trong khu vườn, cũng như là hoa sen đá ngôi sao, tất cả đều cho Hồng 365 ngày. Tuy nhiên đến cái mùa nào đó thì mình phải biết là cây nào nó cần vào bóng mát, cây nào mình cần phải chuyển đi. Một loại cây mà Hồng đã nuôi từ năm ngoái đó là hoa sứ. Khi mua về đó thì mình không biết là mình có trồng được ở miền Bắc Cali của mình hay không. Đến mùa đông á thì Hồng đã đem vào trong nhà khoảng là tháng 12, khi Hồng đi Việt Nam về đó, rồi đến tháng 3 đó thì ông xã đem ra ngoài. Mãi đến bây giờ đó, có lẽ khi mà cô chú anh chị và các bạn thấy được đó, sẽ vui lắm ha, bởi vì Hồng đã chăm sóc nó và bây giờ đó, có những cái nhánh đó đã lú lên nhiều nhiều nụ lắm rồi, lá khỏe mạnh nè ha. Sứ thì thích nắng nhưng không phải là nắng gọi là nắng nóng, nắng cháy ha. Cho nên cái gì cũng vậy, mình phải để ý cái cây của mình nó như thế nào,
khi mà mình biết được rồi đó là cái chỗ đó là chỗ của nó giống như mình vậy thôi. Nếu mà mình đã chọn được một căn nhà mà mình đã thích rồi thì mình thích sống ở đó luôn, mình đâu có muốn dọn đi. Thì vậy cho nên có lẽ đây là một cái khu vườn, tính cái tuổi này là một cái khu vườn đối với Hồng rất là quan trọng. Em xem xét đây là loại muối mà Hồng đã dùng rất là nhiều năm. Loại muối này mình mua ở trong Walmart 8 pound là 7 đồng, còn 4 pound á, thì là 5 đồng. Muối này là loại muối mà mình có thể dùng cho khu vườn. Ở đây người ta có để rất là rõ ràng cho mình để mà mình đọc ở đây nè ha. Cho nên khi mà mình mua muối đó thì mình phải để ý muối này mình có dùng được cho khu vườn hay không, loại này mình có nên dùng cho cái cây này hay không. Vì vậy cho nên rất là quan trọng. Để có một cái khu vườn này không có khó đâu. Cái thành phố của mình thời tiết nó như thế nào, rồi mình chăm sóc cây của mình dễ thôi. Ba điều mà mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ biết. Nước rất là quan trọng cho cây ở sau khu vườn của mình. Tháng 11 là ở miền Bắc Cali của mình, thành phố Kiro thì đã mát lạnh rồi, không có tưới nước mãi cho đến hết mùa mưa luôn nha. Hết mùa mưa, cho nên nhiều khi tới tháng 5, tháng 6 bắt đầu tưới. Đó, mình nói thí dụ là khu vườn của mình ha. Nhưng mà khi mà trời đã nóng lên rồi đó hả, là một ngày Hồng tưới ít nhất cũng phải là 2 cho tới 3 lần. Trời sáng sớm là phải tưới, chiều mát mát lại tưới, bù lại cho những ngày tháng kia mình không có tưới nước. Bây giờ là tới cái mùa hoa sứ cũng như là hoa quỳnh mùa đông. Nước là quan trọng nhất cho cây của mình. Ăn cũng rất là quan trọng. Mình không nên cho quá nhiều thức ăn. Và những loại thức ăn nào mà mình cần cho khu vườn của mình, organic hay là loại thức ăn không phải là organic, nhưng cái gì cũng vậy ha. Hồng thường chia sẻ loại phân mà Hồng dùng đó là 10, 10, 10 hoặc là loại nước 10, 10, 5. Vitamin B1, bone meal, phân cá cũng như là phân bò. Ngoài ra phân cá, phân bò, bone meal thì Hồng không dùng gì nữa hết. Xác cà phê, bỏ trứng gà, đó là những gì Hồng có sau khu vườn cũng như là vi sinh ở Starbucks Round Coffee for your garden. Đơn giản vậy thôi ha. Thì đây là khu vườn mà Hồng có. Để chia sẻ thêm, nếu mà mình mua những bịch muối này thì mình chỉ cần rải từ nấm. Còn nếu như mà mình cho vào trong những cái thùng nước 5 gallon thì cứ mỗi một nấm nè, mình cho vào 1 gallon, 2 nấm, 2 gallon. Như đây là cái thùng nước 7.5 lít thì bây giờ mình cho nhiêu, cứ cho vào 2 nấm đi, không có chết đâu, bảo đảm. Cây rất là thích muối, thích vô cùng luôn. Giúp cho cây của mình nè, lá, cây, rễ và thân khỏe thì tại sao mình không dùng muối. Thì vậy cho nên muối là số 1 ha. Nước rồi, sau đó bón phân. Bón phân bao lâu mình bón một phần? Nghĩ rằng là mình cứ bón phân là cây nó tốt, sai rồi, hoàn toàn là sai rồi. Đó là những gì mà Hồng đã học được những cái nơi mà người ta trồng bông cây ăn trái, rau củ quả. Bón phân thì chỉ bón một lần thôi. Thức ăn, tưới nước là quan trọng. Tại sao người ta trồng cây ăn trái được, tại sao người ta trồng rau củ quả được, tại sao người ta trồng bông được mà mình trồng không được? Bởi vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng là phân đi mua về, cho phân vào, cứ cho phân vào nhưng không tưới nước. Thì thôi, đó là những gì mà Hồng đã học được ở nhiều nơi mà Hồng đã sống và đã học được những anh đã trồng bông cũng như trồng rau củ quả, và Hồng đã học được và chia sẻ cùng với mọi người. Cách đây vài tuần Hồng có làm một cái video là đi đến nhà bà chị bạn ấy, chặt một nhánh cắm vào một cái chậu phân. Chậu phân đó cũng là cũ lắm rồi. Và cái cây đó bây giờ hiện như thế nào? Nếu mà mọi người thấy nghĩ rằng nó chết, nhưng không có chết đâu nha. Một cái thùng nước 7.5 lít Hồng cho vào đây đó là 2 nấm muối em xanh sót. Mình quậy cho đều rồi mình đi tưới những cái chậu của mình. Muối rất là quan trọng cho khu vườn của mình, vì vậy cho nên mình nên mua muối để rải. Sau khi mà mình đã rải muối rồi đó, thì đây là những thức ăn mà Hồng luôn luôn dùng cho cái khu vườn. Vitamin B1, Western Steak,
Một loại vitamin mà rất là nhiều năm lắm rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Hiện bây giờ Home Depot và Lowe vẫn có bán. Nếu như mà mình không có thấy thì mình cũng có thể lên online hoặc là amazon.com mình mua. Nói về vitamin cũng như là thức ăn, nếu là mình dùng nước thì cứ mỗi một galon thì mình sẽ cho vào là một tablespoon. Nếu mà mình không có cái muỗng one tablespoon thì mình cũng có thể dùng một loại muỗng, đó là muỗng mình thường dùng để mà ăn phở. Còn nếu không á, thì mình cứ dùng những cái nắp này, cứ mỗi một chung là mình cho vào một galon nước. Ở Home Depot Lowe cũng có bán những cái thùng nước là 5 galon. Cứ như vậy mình cho vào. Khi mình cho vào á, thì mình cho hết một lần vào trong một cái thùng. Mình tưới hết một lần trong khu vườn của mình. Thí dụ Hồng dùng vitamin B1, Iron, thức ăn 10-10-10, hoặc là một loại thức ăn đó là thức ăn bò cũng như là thức ăn phân cá. Thì nếu mà mình đã dùng phân cá cho cà, ớt, rau củ quả thì mình cũng có thể dùng phân bò hay là phân gà thì tùy theo mọi người. Nhưng đặc biệt Hồng muốn nói ở đây đó là cái phân bò này mình nghĩ là nó hôi, hoàn toàn là không có bất cứ một cái mùi hôi gì hết. Chỉ có là phân cá cũng như là phân gà mà thôi. Hồng không bao giờ dùng phân gà bởi vì cái mùi phân gà rất là khó chịu. Dù là mình rải hột hay bằng bột cũng như là nước, phân đều là như vậy. Cũng như là phân cá vậy đó. Khi mà mình dùng một cái thùng nước 5 gallon, mình cho phân cá vào, mình quậy. Rồi sau đó mình tưới, nếu tưới thì mình phải tưới vào sáng sớm, còn không phải là chiều tối. Khi mình tưới rồi đó thì mình phải tưới nước lại một lần nữa, nếu không á, thì rất là hôi. Nếu như nhà mình có ruồi á, thì mình sẽ thấy ruồi rất là nhiều. Một cái thùng nước 5 gallon mình mua ở Home Depot hoặc là Lowe, cho hết tất cả vào cùng một lúc, mình quậy cho thật là đều, rồi mình tưới hết khu vườn của mình. Không đủ thì mình cứ tiếp tục pha thùng này đến thùng kia. Cứ như vậy mình làm, một tháng mình làm một lần cho cái mùa hè từ tháng 3 cho đến tháng 8. Tháng 9 là mình ngừng cho tất cả ngủ yên, rồi bắt đầu là tháng 3 mình làm trở lại. Vitamin B1, Iron, Zinc, thức ăn 10, 10, 10, thức ăn bò, thức ăn phân cá, thêm một thành phần nữa đó là bone meal. Nói tên bone meal á, thì là bột. Bột á, thì mình có nhiều cách để mà mình làm lắm. Nếu mà mình muốn, mình có thể cho cái bone meal này vào trong một cái thùng luôn, mình quậy. Nhưng mình phải đợi qua một ngày sau thì cái bone meal này á, nó tan trong cái nước rồi, lúc bây giờ mình tưới á, thì cây của mình sẽ tốt. Còn nếu như mà mình muốn mình rải ở dưới gốc cây á, thì chung quanh cái cây á, mình phải cào cái phân nó ra, rồi mình rải bone meal, rồi mình trộn lại với phân, rồi mình tưới nước. Bone meal rất là lâu tan. Vì vậy cho nên khi mà mình cho bone meal á, thì nhớ một cái cây lớn thì mình cho khoảng là 2 hoặc 3 muỗng canh, còn cây nhỏ thì mình cho khoảng 1 cho đến nửa muỗng canh mà thôi. Rất là đơn giản, không có khó để cho mình làm. Đây là những gì mà Hồng đã dùng cho khu vườn. Bone meal, thức ăn, nước hay bột đều giống như nhau. Thí dụ là thức ăn 10 10 10 hộp thì Hồng cũng dùng là một muỗng canh rải hết tất cả những gốc cây. Còn là nước thì cho vào thùng để mà mình tưới. Cũng như là phân bò cũng vậy đó. Đây là một loại phân bò mà ở Home Depot Lowe cũng có bán. Hôm trước Hồng có làm một cái video đi qua nhà chị bạn hái trái đào rồi cắt một nhánh về. Bây giờ nhìn vào thì chắc chắn là chết đúng không? Không. Cái nhánh này nó không có chết. Bởi vì mình chặt nó mà, mình chặt ngang nó rồi mình cắm xuống thì cứ để như vậy đi. Đến tháng Tết xem thử như thế nào. Nếu mà các bạn đã từng xem qua những cái video Hồng chia sẻ hồi năm ngoái đó, Hồng cũng chặt về một cái nhánh ở nhà chị bạn và cũng đã cho bông, cho trái. Trái ổi đây rồi. Đây, trái ổi của mình hả? Chỉ một trái mà thôi. Cây quýt năm ngoái mình mua ở Home Depot về á, thì mình cũng vẫn để ở trong chậu, chưa có cho xuống đất. Ở trong cái chậu á thì mình vẫn bón phân một lần thôi, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có cho phân vào. Tuy nhiên là mình cho thức ăn cũng như là tưới nước. Năm nay là năm thứ hai, những cái trái cũng như là bông mà mình đã thấy mấy tháng qua đó thì rất là nhiều.
được bao nhiêu trái trên cành thì mãi bây giờ mình cũng chưa có biết được, bởi vì cây này nó vẫn còn mới, ít nhất cũng 1-2 năm thì cây nó mới khỏe, thì lúc bây giờ mình sẽ có trái nhiều. Đặc biệt Hồng chia sẻ ở đây đó, tại sao khu vườn của nhà mình có rất là nhiều kiến với lại bọ. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy được là bọ đen nó như thế nào. Mình những cái lá có rất là nhiều con bọ đen bám vào, bởi vì mỗi khi khu vườn của mình có ra những cái nhánh non, bươm bướm sẽ đến đậu và sanh đẻ rất là nhiều trứng, rồi sau đó sẽ nở ra những con sâu bọ này. Thứ nhất, mình có thể dùng một cái vòi nước, mình xịt đi hết những cái nhánh nào có sâu bọ, xịt cho thật là mạnh vào thì sẽ tống ra hết. Thứ hai, mình có thể ngắt cái nhánh đó bỏ đi. Sau khi cái nhánh này đã bỏ đi rồi đó, thì cái nhánh mới ra không còn nữa. Sau khi cái lá nó đã lớn lên rồi, thì sẽ không còn sâu bọ bám vào nữa. Đây là những gì mà Hồng thấy được ở sau khu vườn của Hồng. Cách thứ hai, nếu mà mình không có muốn ngắt những cái lá này bỏ đi, thì mình sẽ dùng một cái thùng nước 5 galon. Cái thùng đó mình cho nước vào, mình cho 5 muỗng canh xà bông hiệu Don, mình lắc cho đều rồi mình xịt nó, bởi cái thùng nước đó có cái vòi nước, mình xịt mạnh vào để khoảng nửa tiếng đồng hồ sau rồi mình sẽ lấy cái vòi nước xịt đi, thì tất cả những con sâu bọ này sẽ rớt xuống hết và chết đi, thì mình giữ lại được cái nhánh non đó. Giờ Hồng thịt cho mọi người xem ha, thí dụ như đây là những cái lá có bọ nè, mình thích xịt như vậy nè. Đó, mình xịt mạnh vào. Đó, mình xịt cho nó rớt hết xuống. Đây. Mùa cây ăn trái thì đã thu hoạch rồi, lá non thì cứ tiếp tục ra. Vì vậy cho nên mình cũng nên để ý. Thí dụ đây là những cái cây lá non của mình nè, ha, nó không có. Vì những cái lá này nó đã lớn rồi. Còn những cái lá mới bắt đầu ra thì mình nên để ý một chút. Thí dụ như là cái nhánh này, cái đọt, có rất là nhiều bọ. Thì mình chỉ cần ngắt bỏ đi khúc này là được rồi. Những trái dưa leo của mình á, bây giờ nó cũng lớn. Cây lựu trước sân nhà của mình á, năm nay là năm thứ hai. Năm đầu mới mua về thì khoảng 1-2 trái thôi. Năm rồi thì khoảng đâu là 30 trái. Năm nay thì mình được là 40 trái. Khoảng tháng 11 thì mình mới thu hoạch. Lựu này là lựu đỏ, cái trái của nó rất là to. Tuy nhiên nó to, nó lớn như vậy á, nhưng mà nó chua lắm. Cho nên khi mình mua cây lựu thì khó mà biết được cây nào ngọt, cây nào chua. Nhưng nếu mà mình muốn lựu ngọt á, thì nên mua một loại đó là lựu bạch. Cái trái của nó màu trắng trắng để cho mình biết cái cây đó là cây lựu bạch hay là không á. Khi nó mới rửa ra hoa thì mình mới đi mua thì mình mới biết được. Chứ không là mình sẽ không có biết đâu. Bởi vì thỉnh thoảng mình cũng sẽ bị mua lầm. Khi mà cái hoa nó bắt đầu nở thì cái đầu ở đây nè, nó có cái màu hơi hồng hồng đỏ đỏ, thì đó mới là lựu bạch. Thứ sáu cuối tuần, mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share bài hàng comment để mỗi ngày đọc rồi hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video ngày mai.